khởi tố kẻ dở trò đôi bại với 10 phụ nữ và nữ sinh ở Tây Ninh. Bất ngờ danh tính hai người nước ngoài giúp bà Trương Mỹ Lan rút ruột ngân hàng SCB. Bắt giữ đối tượng ngông cuồng chém trưởng công an xã Trọng Thường. Cháy căn nhà 4 tầng ở Hải Phòng, nghi do chập điện khi sạc pin xe đồ chơi. Tổ chức cứu nạn 14 ngư dân tàu cá bị chìm ngoài khơi đảo Phú Quý. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của báo Sức Khỏe và Đời Sống. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, trong nhiều năm trở lại đây, xuất hiện không ít đối tượng xấu xa, chuyên giờ trò đồi bại, hèn hạ với ý đồ đen tối gây mất trật tự, an ninh xã hội. Đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của chị em phụ nữ khi đi một mình. Mới đây, Công an huyện Tân Biên đã ra quyết định khởi tố bị can, chuyên giờ trò đê hèn với các nữ sinh khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc. Ngày 20 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Biên, Tình Ninh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Hồ Thanh Tài sinh năm 1991, ngụ huyện Tân Biên để điều tra làm rõ về hành vi dở trò đổi bại đối với người dưới 16 tuổi. Trước đó ngày 11 tháng 11, công an huyện Tân Biên tiếp nhận tin báo của một trường trung học phổ thông trên địa bàn về việc nhiều nữ sinh của trường bị nam thanh niên chạy xe mô tô bám theo và có hành vi đụng chạm cơ thể. Nhận tin báo, công an vào cuộc điều tra xác minh vụ việc. Từ các tài liệu chứng cứ thu thập được, đến ngày 17 tháng 11, công an đã bắt giữ tài về hành vi trên. Tại cơ quan công an, Tài khai nhận, để thỏa mãn dục vọng thấp hèn của bản thân, Tài điều khiển xe mô tô, dạo quanh các tuyến đường xung quanh trường học và chợ, quan sát thấy phụ nữ hoặc nữ sinh đi trên đường một mình, Tài liền bám theo phía sau. Đến đoạn đường vắng, đối tượng ra tay đụng chạm các nạn nhân rồi dồ ga bỏ chạy. Tài đã ra tay đối với 10 nữ sinh phụ nữ. Hành vi dở cho đôi bại với nữ sinh và phụ nữ là hành vi đê hèn, suy bại đạo đức đáng bị xã hội lên án và cần có biện pháp trừng trị nặng tay đối với những đối tượng xấu xa này. Liệu rằng với hành động đe hèn như trên, đối tượng này sẽ phải đối diện với bản án nào trước pháp luật? Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin mới nhất. Liên quan đến vụ án bà Trương Mỹ Lan đang rầm rộ những ngày gần đây, ngoài những cái tên khác thường xuyên được nhắc đến, có lẽ dư luận không khỏi tò mò về hai người nước ngoài nắm giữ vị trí quan trọng tại SCB giúp cựu chủ tịch Vạn Thịnh Phát rút tiền của ngân hàng. Theo thông tin mới nhất, hiện cả hai người này đã cao chạy xa bay và đang bị truy nã. Vậy, hai người nước ngoài này là ai, lai lịch như thế nào? Cơ quan cảnh sát điều tra xác định trong số những người đã tích cực giúp sức cho Bà Lan rút tiền khỏi SCB có hai người đàn ông ngoại quốc là Lee Jok và Henry Sun Kajang. Ông Lee Jok làm việc tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn từ tháng 6 năm 2012 đến 19 tháng 1 năm 2015 trải qua các vị trí chức vụ khác nhau như thành viên hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng quản trị SCB. Theo tài liệu điều tra tháng 12 năm 2012 đến tháng 11 năm 2014, ông Lý với vai trò phó chủ tịch thứ nhất, thành viên hội đồng quản trị SCB đã ký 8 biên bản họp, phiếu biểu quyết của hội đồng quản trị đồng ý cho 66 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái tập đoàn Vạn Thịnh Phát với 68 khoản vay tại ngân hàng SCB các khoản vay này dư nợ đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 là hơn 28.002 tỷ đồng nợ gốc, trong đó nợ lãi là hơn 25.813 tỷ đồng. Tổng số nợ được xác định là hơn 53.816 tỷ đồng, trong khi đó tổng giá trị tài sản bảo đảm ở hiện tại của các khoản vay mà ông Ly ký các thủ tục hợp thức là hơn 34.083 tỷ đồng. Kết quả giám định chữ ký đứng tên Lee Joc Lam trên các tài liệu phê duyệt cấp tín dụng các khoản vay trên của Phân viện Khoa học Hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an khẳng định do ông Lee Joc Lam ký. Cơ quan điều tra cho rằng với kết quả điều tra vụ án, có đủ căn cứ xác định ông Ly là người có chức vụ, quyền hạn, đã lạm dụng chức vụ quyền hạn để giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội, chiếm đoạt tiền của SHB. Hành vi này được thực hiện thông qua việc tham gia ký, phê duyệt những khoản vay của các cá nhân, pháp nhân thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát và việc ký phê duyệt các khoản vay không phải là hoạt động cho vay thông thường theo quy định của pháp luật. Thực chất, các hồ sơ vay vốn được lập khống nhằm hợp thức thủ tục để rút các khoản tiền ra khỏi ngân hàng SCB phục vụ cho mục đích cá nhân của chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Kết luận điều tra chỉ ra rằng hành vi của ông Lee Jock Lam đã phạm vào tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng, gây thiệt hại hơn 19.733 tỷ đồng. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan, ông Lee đã xuất cảnh ra nước ngoài, không xác định được người này đang ở đâu. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với ông Lee Jock Lam. Một người đàn ông ngoại quốc khác được nhắc đến trong kết luận điều tra là ông Henry Sunkajian. Ông này làm việc tại ngân hàng SAB từ tháng 4 năm 2015 đến trước ngày khởi tố vụ án. 17 tháng 10 năm 2022 và đã đảm nhiệm các vị trí như thành viên hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng quản trị SCB. Tài liệu điều tra thể hiện từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 8 năm 2022, ông Henry với vai trò thành viên hội đồng quản trị SCB đã ký 487 biên bản họp, phiếu biểu quyết của hội đồng quản trị đồng ý cho 365 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái tập đoàn Vạn Thịnh Phát với 602 khoản vay tại ngân hàng SCB có dư nợ đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 là hơn 430.105 đồng nợ gốc và hơn 147.523 tỷ đồng nợ lãi phí. Tổng số nợ được xác định là hơn 577.629 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng tài sản đảm bảo ở hiện tại của các khoản vay trên là hơn 115.539 tỷ đồng. Kết quả giám định chữ ký đứng tên Henry Sun Kajiang trên các tài liệu phê duyệt cấp tín dụng các khoản vay trên của phân viện khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an khẳng định là do ông Henry Sun Kajiang ký. Như vậy, kết quả điều tra cho thấy ông Henry đã lạm dụng chức vụ quyền hạn của mình để giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội chiếm đoạt tiền của SCB. Theo cơ quan điều tra, việc ông Henry tham gia ký phê duyệt các khoản vay của các cá nhân, pháp nhân thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát như trên không phải là hoạt động cho vay thông thường theo quy định của pháp luật. Thực chất các hồ sơ vay vốn được lập khống để hợp thức thủ tục nhằm rút các khoản vay ra khỏi ngân hàng SCB phục vụ cho mục đích cá nhân của bà Trương Mỹ Lan. Hành vi của ông Henry Sun Kajiang đã phạm vào tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, liên đới gây thiệt hại cho SCB hơn 462.089 tỷ đồng. Hiện ông Henry Sun Kajiang cũng đã cao chạy xa bay, xuất cảnh ra nước ngoài và cơ quan điều tra không xác định được người này ở đâu nên đã phát lệnh truy nã. Cơ quan điều tra quyết định tách vụ án hình sự, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, liên quan đến hành vi của bị can Lee Choklam và Henry Sun Khan Jiang. Cơ quan điều tra cũng quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự, điều tra bị can đối với hai người này. Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ việc hành hung người thi hành công vụ. Đã có không ít cán bộ công an hy sinh khiến dư luận không khỏi xót xa. Mới đây sự ra đi đau lòng của đại úy Trần Trung Hiếu ở Hà Tĩnh đã để lại nỗi đau không thể nguôi ngoai trong lòng dư luận thì tại Yên Bái cũng xuất hiện đối tượng ngang nhiên tấn công người thi hành công vụ khiến cán bộ công an này bị thương. Trước đó vào trưa 17 tháng 11 sau khi uống rượu tại nhà, Nguyễn Khắc Công đã chửi bới vợ mình là bà Phạm Thị Thủy và đe dọa đốt nhà. Thấy vậy bà Thủy đã gọi điện thoại báo cho ông Lý Hồ Ngọc là trưởng thôn kiêm công an viên đến khuyên ngăn giải quyết sau khi đến nơi thấy đối tượng công có thái độ hung hăng đuổi mọi người ra khỏi nhà mình đồng thời khóa cổng nhà lại ông lý hồ ngọc đã gọi điện thoại báo cho đại úy hoàng duy tuân trưởng công an xã cảm nhân huyện yên bình tỉnh yên bái nhận được tin báo công an xã cảm nhân đã lập tức có mặt tại hiện trường và yêu cầu công mở cổng để lực lượng chức năng tiến hành giải quyết vụ việc nhưng đối tượng công không những không chấp hành mà còn tiếp tục chửi bới đe dọa và đốt chiếc xe máy để trong nhà đối tượng lúc này lực lượng công an xã đã trèo qua tường rào vào nhà đối tượng để dập lửa khi mọi người vào đến sân đối tượng nguyễn khắc công cầm dao lao ra chém đại úy hoàng duy tuân tuy nhiên công đã bị lực lượng công an xã khống chế và tước vũ khí sau đó lực lượng công an xã đã kéo được chiếc xe đang cháy ra ngoài và dập tắt đám cháy sau đó, công an xã Cảm Nhân đã tiến hành lập biên bản vụ việc và bàn giao đối tượng cho đội cảnh sát hình sự, công an huyện Yên Bình tiến hành xử lý. Trong quá trình khống chế đối tượng, đại úy Hoàng Duy Tuần đã bị đối tượng tấn công bị thương ở cánh tay, hiện đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Liệu rằng với hành vi chống người thi hành công vụ, ngang nhiên chửi bới, tấn công cán bộ công an trọng thương, đối tượng này sẽ đối diện với hình phạt nào trước pháp luật? Hy vọng lực lượng chức năng sẽ có bản án trừng trị nghiêm minh nhằm gian đe củng cố an ninh xã hội. Theo thống kê, chỉ trong 9 tháng năm 2023, cả nước đã xảy ra 1.485 vụ cháy nổ, làm 132 người chết và 115 người bị thương. Thiệt hại ước tính 210,5 tỷ đồng, từ đó cho thấy được hiểm họa cháy nổ là không nhỏ, đồng thời giấy lên hồi chuông cảnh báo về công tác phòng cháy chữa cháy. Mới đây nhất tại Hải Phòng vừa xảy ra vụ cháy nhà khiến người dân địa phương hoang mang lo sợ. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên tại số 4 trên 128 đường Trần Phú, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, Hải Phòng xảy ra đám cháy lớn. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy công an thành phố Hải Phòng đã điều cán bộ, chiến sĩ, phương tiện chữa cháy tiếp cận hiện trường. Hiện trường đám cháy là căn nhà 4 tầng nằm trong ngõ 128, đường Trần Phú. Ngõ chỉ rộng khoảng 1,5-2m, gây khó khăn trong công tác tiếp cận, ngay khi tiếp cận đám cháy, lực lượng chức năng đã phá cửa và bơm nước kịp thời, khống chế đám cháy. Thời điểm xảy ra cháy trong nhà có một nam thanh niên. Ngay khi xuất hiện cháy từ tầng 1, thanh niên này đã mở cửa tầng 3 chạy thoát sang nhà hàng xóm. Theo ghi nhận, căn nhà 4 tầng này là một căn nhà được cho thuê để chứa các loại xe đồ chơi chạy bằng điện cho thiếu nhi. Vụ cháy đã thiêu dụi phần lớn số xe đồ chơi này. Nguyên nhân đám cháy có thể xuất phát từ việc chập điện do sạc pin cho xe đồ chơi tại khu vực tầng 1. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc. Vụ việc tuy không để lại hậu quả về người, nhưng cũng khiến người dân quanh khu vực một phen sợ hãi. Thông qua sự việc lần này, người dân lại càng nên thận trọng hơn nữa trong việc sử dụng các đồ dùng điện, cách ứng biến khi gặp tình huống bất ngờ nhằm bảo vệ chính mình và những người xung quanh. Nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác được chúng tôi cập nhật. Ngày 20 tháng 11, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đã khởi tố bị can tạm giam hai đối tượng DHV sinh năm 2006 ở xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội và NTD sinh năm 2007 ở xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội, đang là học sinh lớp 11. Đây là hai tên cướp gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản là điện thoại di động đắt tiền của người dân đi làm về khuya một mình trong khoảng thời gian qua. Các đối tượng khai nhận do nghiện game nên đã nảy sinh ý định chặn đường cướp tài sản của người đi đường sau khi chót lọt sẽ mang đi bán ở các cửa hàng điện thoại rồi về quán game chơi và ăn ngủ. Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 20 tháng 11 tại thôn tả tà, tà lé xã trung làng hồ bát sát khiến ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Được biết đây là căn nhà của gia đình ông sùng a mình ở thôn tả tà, tà lé xã trung làng hồ huyện bát sát làm cháy căn nhà gỗ ba gian, lập mái tôn diện tích khoảng 80 m 2 Đến khoảng 22 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được kiểm soát. Nguyên nhân xảy ra cháy nhà được xác định là do chập điện. Ngày 20 tháng 11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, Kinh tế buôn lậu môi trường Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phối hợp cùng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Dương kiểm tra phát hiện hàng ngàn sản phẩm điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ. Số đồ điện tử trên đã qua sử dụng và chưa qua sử dụng có xuất xứ từ nước ngoài, được phát hiện trong hai container hàng hóa tại ga Sóng Thần, thành phố Dị An, gồm cục nóng lạnh, máy điều hòa các loại, máy giặt, tủ lạnh, quạt máy sử dụng điện, máy lọc không khí các loại và bo mạch chủ dùng cho máy vi tính để bàn. Theo ước tính từ lực lượng chức năng, tổng trị giá số hàng hóa trên khoảng 7,5 tỷ đồng. Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tăng vật để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Mới đây, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 cho biết đang triển khai công tác cứu hộ cứu nạn đối với tàu cá lao động bị phá nước chìm trên vùng biển ngoài khơi đảo Phú Quý, khiến 14 người lao động gặp nạn. Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm chú ý đặc biệt của dư luận. Chiều ngày 20 tháng 11, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 cho biết đang triển khai công tác cứu hộ cứu nạn đối với tàu cá Bình Định BD98268TS14 lao động bị phá nước, chìm trong vùng biển ngoài khơi đảo Phú Quý Bình Thuận vào sáng trước đó cùng ngày. Liên quan đến sự cố này, thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 20 tháng 11, tại tọa độ 10 độ 53 phút Bắc Đến 110 độ 32 phút đồng, cách đông bắc đảo Phú Quý khoảng 92 hải lý, tàu cá BD98268TS14 Lao động đang hoạt động trên biển thì bị phá nước chìm. Thuyền trưởng BD98268TS đã phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp. Các thuyền viên cố gắng bám vào phần nổi của tàu trong điều kiện thời tiết khu vực có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về việc hỗ trợ Cứu nạn ngư dân tàu cá BD 98268TS, Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo dõi chỉ đạo, thông tin cho các đồn biên phòng trong khu vực, hải đội 2 và huy động các tàu cá hoạt động gần khu vực tàu cá bị nạn, tăng cường quan sát, phát hiện, hỗ trợ và tổ chức cứu vớt các lao động bị nạn nếu phát hiện cứu vớt kịp thời. Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn bình thuận cũng đề nghị đài thông tin duyên hải phan thiết và cảng vụ hàng hải bình thuận phát thông tin tìm kiếm cứu nạn để các tàu thuyền hoạt động hoặc đi ngang khu vực biết tăng cường quan sát hỗ trợ và tổ chức cứu vớt kịp thời Ủy ban Nhân dân và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Quốc thông tin cho các tàu thuyền của địa phương đang hoạt động trên biển biết thông tin, phối hợp hỗ trợ, tổ chức cứu vớt nếu phát hiện. Hy vọng quá trình tìm kiếm 14 ngư dân của lực lượng chức năng sẽ sớm kết thúc, đưa toàn bộ nạn nhân trở về với đất liền an toàn. Cuối chương trình sẽ là thông tin liên quan đến Đại úy Trần Trung Hiếu, cán bộ công an vừa hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Hà Tĩnh. Nhận thấy hoàn cảnh gia đình của đồng chí khó khăn, vất vả, và đặc biệt tôn vinh nghĩa cử cao đẹp, xả thân vì nhân dân, Hội phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh và Hội phụ nữ Công an huyện Nghi Xuân đã nhận đỡ đầu hai con của đại úy Trần Trung Hiếu đến năm 18 tuổi. Ngày 21 tháng 11, trung tá Lê Thị Hồng Loan, trưởng ban phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, để chia sẻ phần nào gánh nặng cho gia đình đại úy Trần Trung Hiếu, để thắt chặt nghĩa tình đồng chí đồng đội và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của đồng chí, được sự đồng ý của ban giám đốc Công an tỉnh Hội Phụ Nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhận đỡ đầu con trai của Đại úy Trần Trung Hiếu là cháu Trần Nam Khánh 10 tháng tuổi đến năm 18 tuổi. Trước đó, Hội Phụ Nữ Công an huyện Nghi Xuân Hà Tĩnh cũng đã nhận đỡ đầu con gái của Đại úy Trần Trung Hiếu là cháu Trần Thủy Ngân 3 tuổi đến năm 18 tuổi. Theo đó, ngoài việc hàng tháng các cháu được tru cấp số tiền là 1 triệu đồng một cháu một tháng, Hội Phụ Nữ Công an Hà Tĩnh và Hội Phụ Nữ Công an huyện Nghi Xuân sẽ thường xuyên cử đại diện đến nhà, phối hợp với gia đình để chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu. Cùng với đó và các dịp lễ Tết đầu năm học mới, những người mẹ đặc biệt này cũng sẽ có sự quan tâm đặc biệt, thăm hỏi và có quà cho các con. Đến nay, Hội phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhận đỡ đầu 16 cháu có hoàn cảnh khó khăn, riêng hai cháu Thủy Ngân và Nam Khánh là những trường hợp đầu tiên thuộc con của lực lượng Công an mà Hội phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận đỡ đầu. Như thông tin đã đưa trước đó, chiều ngày 13 tháng 11 năm 2023, Đại úy Trần Trung Hiếu sinh năm 1992, cán bộ công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi, thì phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo sinh năm 1997, trú tại xã Xuân Hồng có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy nên đã áp sát bắt quả tang. Tuy nhiên, bất ngờ đối tượng Trần Trọng Gia Bảo đã dùng kéo đâm vào cổ, vào vùng ngực của đại úy Trần Trung Hiếu. Mặc dù đã được đồng đội và nhân dân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, song do vết thương quá nặng, đại úy Trần Trung Hiếu đã hy sinh vào lúc 6 giờ 35 phút ngày 17 tháng 11. Ngày 17 tháng 11, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với cán bộ Trần Trung Hiếu. Cùng ngày, Trung ương đoàn cũng quyết định truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho Đại úy Trần Trung Hiếu. Gia cảnh của đại úy Trần Trung Hiếu vô cùng khó khăn. Anh hy sinh ở tuổi 32, để lại người vợ và hai con còn nhỏ. Cháu đầu 3 tuổi sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm, cháu nhỏ 10 tháng tuổi. Vợ đại úy Trần Trung Hiếu làm điều dưỡng hợp đồng tại Bệnh viện Đa Khoa huyện Nghi Xuân với mức lương 5 triệu đồng một tháng. Gia đình sống dựa vào nhà bố mẹ vợ ở thôn 3, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.